Mai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật ký luyện rồng. Yeah. Ok. Thì như anh em cũng đã biết á, thì mình đã ra được 2 tập rồi. Thì mình thấy là cũng có rất là nhiều bạn yêu thích cái series này và muốn mình làm cái series này. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm về cái series này cho anh em xem tiếp. Thì có nhiều bạn bảo mình là bà Sammy bà làm cái gì vậy? Ủa cái này cái gì sao ăn nó bay được vậy? Ui, bay lên trời đi. Lên đi cho bà bay lên trời luôn nè. Tạm biệt nha, bye bye. Tạm biệt, đi mạnh giỏi nha. Đi mạnh khỏe nha, bà đi luôn giùm tôi luôn. Bà ở đây bà ám tôi hoài. Ok, thì anh em ơi, mình với lại Sammy á, lần trước á có chơi sinh tồn trong này nè. Thì mình phát hiện là bên kia nó có một con thuyền. Thì đó chính là một con thuyền của cướp biển. Thì có nhiều bạn bảo mình á là anh ơi, anh hãy ra con thuyền đó, anh xem có cái gì đi. Thì ok, được rồi, mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn nha. Mình sẽ ra con thuyền đó, mình coi con thuyền đó có gì nha. Thì bây giờ mình với lại Sammy sẽ đi đến đó nha. À mà Sammy ơi, bà biết cướp biển là gì không? Cướp biển là cướp ở ngoài biển. Đúng okay. Rồi, mà thường thường là mấy thằng cướp biển á, nó rất là mê gái luôn á. Nó mà thấy con gái nó sẽ nhào vậy, nó sàm sỡ luôn. Giờ tôi đi ngủ. Đi ngủ không, đi ngủ không? Mau mau đi theo tôi qua nó đi. Ok, thì để cho kiểu như là mình sẽ không bị gì ta, bọn gặp nguy hiểm nhiều thì mình sẽ đem theo con rồng này. Mà có gì lỡ mà nếu mà bọn nó tấn công mình á thì mình có con rồng để mình cưỡi. Con rồng sao leo không được. Ủa, vậy tôi sao? Mà đi bộ theo tôi đi, mà đi bộ đi. Cái gì vậy? Cái gì là vậy? Tôi là con gái không cho tôi đi bộ. Ủa chứ con rồng này, con rồng này cưỡi được có một người, cưỡi được hai người đâu. Mai này tôi cho nó đẻ thêm một quả trứng tôi cho bà con, còn giờ tôi cưỡi trước. Trời trời quá đáng luôn nha. Ra đi bộ. Ủa chứ thì cái này con rồng của tôi mà, không con rồng của bà đâu. Tính ra là bà là người áp nhưng mà tôi, nhưng mà nó chuộng tôi hơn. Ok anh em ơi, nhìn kìa, cướp biển ở bên kia kìa anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bọn cướp biển để xem thử nha. Ok ok, Sammy ơi, bà đi trước đi. Ông tôi không có giả, không có nghiêng gì. Ok ok, để tôi. Ê, cái bọn cướp biển kia, nó thì nhào vô đây, ta có rìu nè. Các ngươi có phải là kẻ xấu không ạ? Ừ, nó nhìn mình kìa anh em ơi, Sammy ơi, nó nhìn tôi kìa. Để cười tôi về đây, tôi bà. Rồi gì? Ở đây với tôi, bà được mà không được về. Chào anh, hình như anh có phải là thuyền trưởng của con thuyền này đúng không anh? Dạ, anh đến đây làm gì anh? Ồ đúng rồi nè, thuyền trưởng nè. Dạ, anh đến đây có chuyện gì không anh? Chào chàng trai trẻ, thật ra ta chính là thuyền trưởng của con thuyền này. Thì vài bữa trước á, ta có đang trên biển thì bỗng nhiên con thuyền của ta nó tung trúng một tảng đá và nó bị vỡ ra. Bây giờ là thuyền của ta không thể nào mà di chuyển được. Cho nên là ta phải ở đây rất là lâu rồi, hình như là khoảng 2-3 tuần gì rồi. Không biết là cậu có thể sửa thuyền giúp ta được hay không hả? Tại vì là cái người sửa thuyền của bọn ta đã bị ốm nặng cho nên không thể nào sửa thuyền được. Nếu như cậu giúp ta sửa thuyền thì ta sẽ thưởng cho cậu 10 lóc kim cương nha. À ok, mình hiểu rồi. Hóa ra là ông này ông bị hư thuyền ở đây nè anh em, cho nên là cái thuyền của ông bị hỏng nè. Đúng rồi nè, thuyền của ông bị bởi nguyên một cái chỗ này luôn nè. Hàng gì nó không chạy đi được rồi, đúng rồi. Lộn nhầm, nó không bơi đi được rồi, đúng rồi. À Sammy ơi, mấy người này thật ra người ta là người tốt, người ta không phải là người xấu đâu. Người ta bị hư thuyền cho nên ta mới tới, cho nên người ta mới tới đây thôi chứ không có gì đâu. Ơ nhưng mà vậy nè, người ta bảo mình á là bây giờ mình có thể nào sửa thuyền cho người ta được hay không. Nếu người ta, nếu mình sửa thuyền cho người ta sẽ thưởng cho mình 10 block kim cương lận đó. Ghê vậy? Ờ 10 block kim cương nè. Có sửa thuyền đâu mà sao mà. Thì tôi nè, tôi biết xây dựng mà, để tôi sửa cho, bà chỉ cần phụ tôi thôi. Ok. Ok ok, từ từ để mình xem, cái thuyền này cũng khá là nặng đó nha. Để mình xem coi, không biết là ông này ông có gỗ trong người không ta. Wow! Sammy ơi, Sammy lại coi nè. Quá trời kim cương luôn. Trời ơi. Ôi, thôi mình đừng có tham, mình sửa xong cho ổng đi rồi ổng cho mình 10 lóc kim cương. Thôi nhiều vàng, nhiều kim cương. Ok, bên đây có gỗ nè. Ok, mình sẽ lấy gỗ nha để mình sửa thuyền cho ổng nha. Lấy gỗ đi qua sửa thuyền cho ổng nè. Ok. Không cần thật nha, là cướp biển thật á. Thì ổng là cướp biển chứ còn gì nữa. Đi qua qua đây. Tôi nghĩ là bây giờ mình nhiệm vụ mình là phải sửa thuyền cho ổng đi, sửa thuyền cho ổng xong mình được lắp kim cương rồi mình đem về. Ôi trời ơi anh em nhìn nè. Cái thuyền của ổng để đây lâu quá, bây giờ nó bấm riêu bấm đồ tùm lum la nè, mọc lá cây trên đây luôn rồi nè. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu sửa thuyền cho ổng nha. Ok, đập mấy cái lá cây này ra sao ơi. Trời ơi, cái thuyền của ổng mà coi bộ ở đây chắc cũng lâu lắm luôn ha, cho nên nó mọc lá cây, mọc riêu, mọc đồ tùm lum luôn rồi nè. Ôi trời ơi, tự nhiên để cái thuyền cái để đây luôn. Vô lý vậy trời. Thì cái thuyền của ổng bị bể thì ổng phải ở đây thôi chứ ổng đi đâu được giờ. Tào lao.
Giao bài thuê người sửa đi, tự nhiên đừng làm gì thì cả. Ông nói rồi mà, ông đâu có biết sửa đâu, chỗ của ông cũng đâu có ai biết sửa đâu. Mà ở đây là ở ngoài rừng sâu mà làm gì có người nào mà thuê để sửa. Tào lao thiệt, bà Sammy bả nước thiệt chứ. Ok, đập ra đây rêu ra. Quay, ở trên thuyền có ổng nè, có bí ngô dưa hấu quá trời nè. Tí nữa mình có nên xin ổng đem về nhà chồng không ta? Ok, đập ra đi. Rồi, bây giờ để tôi xem nha. Cái thuyền này bây giờ chúng ta sẽ sửa như thế này nè. Nó sẽ lấy gỗ chúng ta đặt vào. Giờ tôi đặt ở chỗ nào rồi bà lắp lại hộ tôi thôi được rồi. Là lắp lại thôi à. Ừ, lắp. Thì cái thuyền này mình sửa mình lắp lại thôi chứ giờ sao? Ok rồi. Chứ bà muốn sửa khó không? Thôi. Sửa dễ mà bà không chịu, bà muốn sửa khó tôi cho bà sửa khó luôn nè. Ok. Từ để tôi chỉ cho chỗ lắp nè. Bà lắp tầm bậy bà hư thuyền ta nữa chết luôn á. Ok rồi. Để mình xem coi. Con thuyền này thật ra nó cũng chỉ là hỏng nhẹ thôi, chỉ là va vào một cái tảng đá hay là cái gì đó nó hỏng nhẹ thôi, cũng chưa nặng lắm anh em ơi. Ồ, okay. Ok. Xong rồi đấy. Xong con mắt bà, nó không bự nặng thế này đâu mà xong. Ok, tự lắp xong rồi mà. Xem nào, xong rồi xong. Còn này phải lắp cho nó đàng hoàng chứ ai lắp tầm bậy bạ vậy. Ok rồi. Để tôi lên trên mảng thuyền tôi coi coi. Cái thuyền này coi bộ vỡ khá là nặng đó nha. Rồi lên đây. Mình lấy ít thôi nha, mình lấy ít kim cương thôi, mình lấy cỡ block thôi. Mày một stack thôi. Một stack con mắt bà, ổng cho mình có 10 lắp mà bà đòi lấy hết một stack. Bà này bà tham thiệt chứ. Ok, lắp cái mạng thuyền lại nữa nè. Cái mạng thuyền cũng cần phải lắp lại nè. Ôi trời ơi, cái thuyền gì đâu mà nó hư hỏng nặng dữ rồi ta. Coi bộ cái này chắc cũng có thêm là cháy thuyền nữa nè, cho nên nó mới cháy trên đây luôn nè. Ôi ôi. Ôi có khi là đánh bom ấy. Có khi nào là bị kiểu như là bị cái gì mấy cái thuộc hạ ở trong team á, bọn nó phản động á, bọn nó kiểu ở nhầm bọn nó sao ta, bọn nó phản bội nhầm. Ok, tự xem. Phản động. Ok, tự xem coi. Đó, làm như thế này. Rồi xong. Rồi được tiền liền. Ngon. Ok, chưa đâu bà, còn lắp cho đàng hoàng lại chứ ai lắp chút xíu về xong. Ok rồi. Tôi nghĩ như thế này là được rồi đó. Mình đâu có cái gỗ màu trắng này đâu. Tí nữa mình hỏi ổng gỗ màu trắng này ở đâu rồi mình lấy mình lắp lại sau. Ok. Đó. Rồi ok, đã sửa gần xong. Còn phải từ, còn trên đây còn nè. Quên. Lắp ở đây nữa. Sao? Đi lấy vàng à, không đi lấy kim cương. Rồi bà này bà tham thì cái từ từ chứ. Xoay lắp chưa xong cái thuyền cho ta nữa. Ok xong rồi nè. Ok rồi. Đó, mình đã sửa xong cái thuyền cho ổng rồi anh em ơi. Anh thuyền trưởng ơi, tôi đã sửa xong thuyền cho ông rồi đó nha. Thuyền của ông bây giờ được sửa hoàn thành rồi đó. Trời. À đúng rồi. Cho tôi xin phép xin một ít bí ngô đem về nhà chồng nha ông. Ok, cảm ơn ông nha. Trời ơi, mình lên thế nào, mình lấy ít bí ngô với lại dưa hấu đem về nhà chồng sao ơi. Ủa không cho luôn à? Cho mà, trời cho mà. Ôi, ổng là cướp biển mà vàng bạc châu báu ông có quá trời luôn, nhân lẽ có vài trái bí ngô dưa hấu ông không cho mình được. Úi trời ơi, nhiều quá. Lấy vài cái về. Ok, lấy vài cái đem về nè. Nhà mình đang không có cái này. Ừ, lấy vài cái thôi nha. Lấy vài cái thôi, đừng lấy nhiều quá nha. Lấy ít thôi. Ai à, tôi chỉ lấy vài cái thôi, không lấy nhiều nha anh em. Lấy nhiều quá người ta chửi mình tham á. Lấy vài cái thôi. Không lấy ít tôi, người ta để người ta ăn á. Trời, tôi đang lấy nè, tôi lấy mấy cái chút xíu à. Lấy ít xỉn nè. Không lấy ít tôi nha, không lấy nhiều nha. Thì đang lấy nè, lấy chút ít xỉn nè, có nhiêu đâu. Ok rồi, lấy nhiêu đây thôi, đừng lấy nhiều quá. Ok thôi, đi. Cũng biết lắm, không phải nhà thôi. Ừ, mình lấy như đây là mình lấy ít rồi đó. Đi. Rồi bây giờ tôi với bà đi xuống đây đi. Rồi. Ok rồi, bây giờ cảm ơn thuyền trưởng nha. Ok thì bây giờ bọn tôi xin phép bọn tôi lấy thêm một ít kim cương nữa nha. Hồi nãy ông kêu ông cho bọn tôi 10 lắp kim cương nè, bọn tôi sẽ lấy 10 lắp kim cương. Ok, 10 lắp kim cương. Rồi dài Sam ơi, đủ rồi. Dài. Ok, cảm ơn thuyền trưởng nha bà. Hẹn gặp lại thuyền trưởng ở những lần sau nha. Dạ, cảm ơn thuyền trưởng. Cảm ơn thuyền trưởng. Dạ, em đi đây. Bye. Ok, trời ơi, vậy là anh em ơi, mình đã có thêm lắp kim cương để có thể làm giáp rồi, ngon luôn. Cái lời nhờ mới được mấy ngày mình cương mình được đồ ấy. Ôi trời ơi, lời quá trời là lời. Trời, mới có mấy ngày mình đã có được thêm kim cương được luôn rồi nè. Quá xịn luôn. Hơ, quân sư, ông có thấy hai đứa nó có được một con rồng hay không hả? Dạ thưa thuyền trưởng, đúng rồi ạ. Con cũng thấy bọn nó có được một con rồng màu xanh. Chắc là bọn nó đã kiếm được một cái trứng rồng ở đâu đó rồi. Chính là con rồng mà thuyền trưởng đã tìm kiếm bao lâu nay đấy ạ. Hey, dù nó chính là con rồng mà ta đang tìm kiếm bao lâu nay, nhưng mà ta thấy được bọn họ chính là người tốt. Chúng ta không nên hại bọn họ đâu.
Thôi thì chúng ta hãy kết nghĩa anh em với bọn họ đi. Rồi mai này chuyện gì đến cũng sẽ đến mà. Ha 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 ha